Những bí mật của cơ quan tình báo thành công nhất lịch sử. Cơ quan tình báo SMERS của Bộ Quốc phòng Liên Xô thành lập vào ngày 19 tháng 4 năm 1943 và chỉ tồn tại 3 năm. Nhưng hiệu quả công việc là vô song trong lịch sử của các dịch vụ đặc biệt. Quyết định thành lập Tổng cục Phản gián SMERS được đích thân Stalin đưa ra vào mùa xuân năm 1943 và chính ông đề xuất tên gọi là SMERS, viết tắt của cụm từ tiếng Nga, bọn gián điệp phải chết. Trước đó, Tổng tư lệnh tối cao đã mời đến văn phòng của mình tất cả những người đứng đầu các bộ phận đặc biệt của các mặt trận, quân đội và bộ máy trung ương. Stalin đã nói chuyện với từng người và vào ngày 19 tháng 4 năm 1943 có quyết định của Hội đồng Dân ủy Liên Xô loại bỏ Tổng cục đặc biệt của Bộ Nội vụ và chuyển giao cho Dân ủy Quốc phòng, tổ chức lại thành Tổng cục Phản gián SMERS. Nhiệm vụ của tổ chức này là đấu tranh chống hoạt động gián điệp, phá hoại, khủng bố của cơ quan tình báo nước ngoài trong các đơn vị của Hồng quân Liên Xô, đấu tranh với các phần tử chống Liên Xô thâm nhập vào Hồng quân, chống lại sự phản bội tổ quốc hay đào ngũ trên các mặt trận. Ngoài ra, SMERS còn có nhiệm vụ kiểm tra nhà nước đối với các binh sĩ Hồng quân bị bắt hoặc thoát vây từ sau phòng tuyến của quân Đức. Lực lượng phản gián này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Stalin, Thượng tướng An ninh Viktor Abukhimov, với 35 tuổi nhưng rất giàu kinh nghiệm, được bổ nhiệm làm người đứng đầu SMERS. Và trong lực lượng hải quân, nội vụ dân ủy đều có tổ chức lực lượng SMERS của riêng mình. Năm 1943, SMERS đã ngăn chặn các âm mưu ám sát nguyên soái Rokossovsky và Gavrilov. Vào năm 1944, đập tàn âm mưu ám sát Stalin. Nỗ lực này được chuẩn bị bởi Stalin với đối tác của hắn là Silova, những kẻ khủng bố từng bị bỏ rơi ở Liên Xô. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, quân Đức đã chi ra 2 triệu Reichsmark. Sau khi bị phát giác, Stalin và Silova đã được sử dụng vào trò chơi Radio Sương Mù. Trò chơi này còn tiếp tục cho đến khi chiến tranh kết thúc. Lần phát sóng cuối cùng là vào ngày 9 tháng 4 năm 1945. Trong suốt những năm chiến tranh, SMERS đã vô hiệu hóa hơn 30.000 gián điệp, 3.500 kẻ phá hoại và 6.000 tên khủng bố. Lực lượng phản gián của SMERS đã đánh lừa quân Đức cùng với Bộ Tổng Tham mưu tạo ra một hệ thống tung thông tin giả cho kẻ thù. Những tên gián điệp, lính dù Đức sau khi nhảy dù xuống hậu phương Liên Xô đã bị bắt ngay lập tức. Nhưng các cuộc điện báo vẫn được chuyển đến Đức về những thành công của các nhóm chiến đấu không hề tồn tại. Và hết lần này đến lần khác, các ông chủ của chúng vẫn tiếp tục tuồn các thiết bị vô tuyến, vũ khí và những nhân viên gián điệp mới sang bên kia mặt trận để bổ sung cho đội quân nổi dậy. Tổng cộng, SMERS đã thực hiện 183 lần trò chơi radio, đã dụ và bắt hơn 400 gián điệp Đức. Từ tháng 10 năm 1943 đến tháng 5 năm 1944, đã có 345 điệp viên của Hồng quân Liên Xô được tung vào hậu phương của kẻ thù. 102 người trong số họ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, đã cung cấp thông tin về 620 sĩ quan tình báo chính quy của kẻ thù và 1.103 điệp viên. Trong toàn bộ cuộc chiến, đã không cài được một đặc vụ nào vào trong các đơn vị của SMERS. SMERS còn có nhiệm vụ kiểm tra những người bị quân Đức bắt làm tù binh và công việc này phải hoàn thành trong vòng 1 đến 2 tháng. Những người tin cậy đã qua kiểm tra sẽ được gửi ra mặt trận. Từ tháng 9 năm 1944 đến tháng 6 năm 1945, sau những cuộc kiểm tra như vậy, đã có 1,2 triệu cựu tù nhân đã được gửi vào quân đội. Nhưng kết quả của việc sàng lọc này là hàng triệu người đã được trả lại họ tên trung thực của họ. Thống chế Keitel, tham mưu trưởng Bộ Tham mưu quân đội Đức đã viết: "Những dữ liệu mà các đặc vụ của chúng tôi thu thập được chỉ liên quan đến chiến thuật, còn chưa bao giờ nhận được thông tin có tác động quan trọng đến sự phát triển của các hoạt động quân sự." Schellenberg, người đứng đầu bộ phận tình báo của Tổng cục An ninh Đức, đã nói: "Trong một thời gian, Moscow đã cung cấp thông tin trung thực, khiến giới lãnh đạo hàng đầu của Đức trở thành nạn nhân của thông tin giả chết người vào thời điểm quyết định.
người đứng đầu cơ quan phản gián quân đội Đức Fwald, trung tướng von Pantivangi, đã nói rằng hầu như không có một điệp viên của Đức nào được tung vào hậu phương của Hồng quân thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền Liên Xô. Phần lớn các điệp viên của họ đều bị người Nga bắt giữ, và nếu họ có quay lại được thì thường mang theo thông tin sai lệch. Với tổng số 6.000 nhân viên, lực lượng phản gián quân sự Smert đã bảo vệ cho quân đội và hải quân Liên Xô tránh được sự thâm nhập của gián điệp, những kẻ phá hoại và khủng bố của đối phương. 4 trong số các sĩ quan phản gián của quân đội Zhitkov, Krasov, Krajin và Chepotarev đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.